mắt cô. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết. Không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia và Môsê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Đây là con ta yêu dấu. Nhiều người nhận định rằng hôn nhân là điểm kết thúc của tình yêu, vì nó làm cho đôi bạn chẳng còn thời gian dành cho nhau. Nhưng với Kitô giáo, hôn nhân là sự thăng hoa của tình yêu. Tình yêu chuyển từ tình yêu đôi lứa sang tình yêu gia đình, và đi vào tương quan chằng chịt hai bên họ hàng. Một tình yêu làm cho cả hai sống mở hơn và cùng nhau hoàn thiện ơn gọi Kitô hữu của mình. Đôi bạn cùng với gia đình dòng họ hai bên trở thành những người giúp nhau sống đức tin Kitô giáo và gìn giữ đức tin đó trong gia đình nhỏ bé của mình. Mỗi người được biến đổi và xứng đáng nhận lời tuyên dương của Chúa: Đây là con ta yêu dấu, con đẹp lòng ta mọi đàng.